Ban biên tập xin được lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Kính thưa quý vị khán giả, Đồi Voi, một điểm du lịch nổi tiếng ở Quế Lâm bị lũ nhấn chìm gần một nửa. Vào ngày hôm qua, đoạn sông Ly ở thành phố Quế Lâm, Quảng Tây đã xuất hiện đỉnh lũ đầu tiên trong năm nay do lượng mưa lớn ở thượng nguồn. Tính đến 18 giờ, mực nước đỉnh lũ trên đoạn sông Ly ở thành phố Quế Lâm đạt 146,74m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,04m. Vào ngày hôm qua, đoạn sông Ly ở thành phố Quế Lâm, Quảng Tây đã xuất hiện đỉnh lũ đầu tiên trong năm nay do lượng mưa lớn ở thượng nguồn. Thưa quý vị, trong thời gian điều chỉnh nước và cát, các cầu phao dọc theo hạ lưu sông Hoàng Hà dần dần bị tháo dỡ. Tính đến chiều ngày hôm qua, cầu phao Du Du, cầu phao Piang, cầu phao Gulu và cầu phao Beiyue ở Tế Nam đã bị tháo dỡ. Đỉnh lũ nhân tạo của sông Hoàng Hà tiến đến Tế Nam và Sơn Đông, đánh sập 21 cây cầu phao. Theo Tân Hoa Xã tại Tế Nam cho biết, đỉnh lũ nhân tạo thứ 6 của việc điều chỉnh nước và trầm tích sông Hoàng Hà đã được nâng cấp đến khu vực Tế Nam vào ngày hôm nay. Để đảm bảo dòng chảy của lũ thông suốt và sự an toàn của giao thông qua sông, 21 cầu phao đã bị tháo dỡ ở phần Sơn Đông. Chúng tôi biết được từ cục sông Hoàng Hà, Sơn Đông rằng đỉnh lũ nhân tạo thứ 6 trong quá trình điều tiết nước và trầm tích của sông Hoàng Hà bắt đầu vào 2 ngày trước đó, tiến vào Sơn Đông vào ngày hôm qua và tăng tốc đến Tế Nam vào ngày hôm nay. Vào lúc 8 giờ ngày hôm qua, tốc độ dòng chảy của trạm thủy văn Gaokun, trạm dừng đầu tiên của sông Hoàng Hà đi vào Sơn Đông đạt 2.400 m khối mỗi giây, trong khi lưu lượng của các con sông phía trên Tế Nam vượt quá từ 512 m khối mỗi giây đến 1.000 m khối mỗi giây. Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay, tốc độ dòng chảy của trạm thủy văn Gaokun, trạm đầu tiên của sông Hoàng Hà vào Sơn Đông đã tăng vọt từ 1.000 m khối mỗi giây lên 1.680 m khối mỗi giây, tạo thành đỉnh lũ nhân tạo để điều chỉnh nước và cát đã chính thức đi vào lãnh thổ của Sơn Đông. Phóng viên đã tìm hiểu từ cục sông Hoàng Hà Sơn Đông rằng, sau nhiều lần điều chỉnh nước và phù sa trước đó ở sông Hoàng Hà, dung lượng dòng chảy của kênh chính ở hạ lưu sông Hoàng Hà nói chung đạt 3.500 m khối mỗi giây đến 4.000 m khối mỗi giây, nhưng công suất dòng chảy cục bộ chỉ là 3.200 m khối mỗi giây đến 3.400 m khối trên giây. Hạ lưu sông Hoàng Hà có giao thông đông đúc qua sông và có nhiều cầu phao dọc sông. Để đảm bảo cho dòng nước, cát, lũ và an toàn giao thông được thông suốt, những chiếc cầu phao bắc qua sông đã được phá bỏ từ trên xuống dưới ở khúc sông Sơn Đông. Đến sáng ngày hôm nay, 21 cầu phao đã bị phá bỏ, trong đó tất cả các cầu phao phía trên trạm thủy văn Xuân Khu và một số cầu phao bên dưới Xuân Khu đã bị phá bỏ. Tất cả các cầu nổi sẽ bị dỡ bỏ vì đỉnh lũ nhân tạo để điều tiết nước và cát di chuyển xuống hạ lưu. Sông Hoàng Hà là con sông lớn thứ hai ở Trung Quốc trong lịch sử. Cả hai bên sông Hoàng Hà đều bị lũ lụt nghiêm trọng, lũ tràn khắp thượng, trung lưu và hạ lưu sông. Theo người phụ trách văn phòng chỉ huy phòng chống lụt bão và hạn hán, lũ sông Hoàng Hà chủ yếu ở vùng hạ lưu, biểu hiện tập trung là những thiên tai nặng nề, là vỡ và chuyển dòng sông do lũ lụt thường xuyên mang đến cho người dân hai bên bờ. Đặc điểm của thiên tai lũ lụt là tần suất vỡ bờ bao, diện tích nhấn chìm rộng, lũ lớn và áp lực cát trôi, thiệt hại lớn về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng sâu rộng. Các sự kiện thiên tai lũ lụt lớn trong lịch sử như lũ lụt ở hạ lưu từ năm 602 trước công nguyên đến năm 1938, trong 2.540 năm có hơn 1.590 năm lũ lụt ở hạ lưu sông Hoàng Hà và trong 543 năm có 26 lần chuyển hướng lớn. Phạm vi lũ bắt đầu từ Meijin ở phía Tây, Thiên Tân ở phía Bắc và Jianghuai ở phía Nam. Vùng chảo bao gồm 250 km2 của 5 tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy và Giang Tô ở đồng bằng Hoàng Hải, Hải Hà và dân số hơn 100 triệu người. Trận lụt vào tháng 8 năm 1933 xảy ra trên các nhánh chính và phụ lưu của sông Hoàng Hà và lưu lượng đỉnh của trạm Sanxian là 22.000 m3 mỗi giây. Trận lụt đã gây ra hơn 50 vết nứt ở bờ Bắc và Nam của hạ lưu sông Hoàng Hà, nhấn chìm 30 quận ở các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc và Giang Tô, khiến 12.700 người thiệt mạng. Trận lụt vào tháng 7 năm 1958 xảy ra ở trung và hạ lưu sông Hoàng Hà và lưu lượng đỉnh điểm tại trạm Hiang Con Khu là 22.300 m khối mỗi giây. Đỉnh lũ dâng cao và dữ dội khiến tuyến đường sắt Bắc Kinh - Quảng Châu bị gián đoạn. Dưới sự bảo vệ của 2 triệu lính kiểm soát lũ lụt ở các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông, an toàn kiểm soát lũ lụt của hạ lưu sông Hoàng Hà đã được đảm bảo. Trận lụt năm 1982 và tháng 8 năm 1982, một trận lụt xảy ra giữa Samensia và Hanyang Khu trên sông Hoàng Hà
và lưu lượng đỉnh điểm tại trạm Yangangku là 15.300 mét khối mỗi giây. Ở khu vực bãi biển hạ lưu, ngoại trừ một số bãi biển cao ở Yangkang, Yongju và Kaifeng, còn lại tất cả đều bị nhấn chìm. Tổng cộng 1.303 ngôi làng ở khu vực bãi biển bị nhấn chìm, 2,1744 triệu hectare đất canh tác, 400.800 ngôi nhà bị sập và dân số bị ảnh hưởng bởi thảm họa lũ lụt này là 932.700. Thảm họa lũ lụt ở Thượng Lưu và Trung Lưu. Các thảm họa lũ lụt ở Thượng Lưu sông Hoàng Hà chủ yếu xảy ra ở đồng bằng Hê Tào thuộc Lan Châu và vùng Ninh Môn. Do ở thượng nguồn ít có mưa lớn, lũ ít xảy ra, lưu lượng đỉnh lũ ít và trước đây dân cư thưa thớt, kinh tế kém phát triển nên thiên tai lũ lụt ít nghiêm trọng hơn ở hạ lưu. Từ Long Môn đến Thông Quan ở trung lưu sông Hoàng Hà có các cao nguyên hoàng thổ ở cả hai bên và có hơn 1 triệu hecta đất bãi biển. Sau khi hồ chứa Samensia được hoàn thành và đưa vào sử dụng, vùng hạ lưu sông Weihi bị bồi lấp và lũ lụt ngày càng trầm trọng. Năm 1981, lũ thượng nguồn từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9 năm 1981, trời mưa liên tục hơn 30 ngày ở thượng nguồn sau khi được điều chỉnh và lưu trữ bởi hồ chứa Lucia. Lưu lượng đỉnh cầu sắt Trung Sơn ở Lan Châu vào ngày 15 tháng 9 là 5.600 mét khối trên giây. Trận lũ đã làm ngập hơn 40.000 hectare đất nông nghiệp và làm ngập 3.589 ngôi nhà, làm ảnh hưởng tới hơn 120.000 người và hàng chục các nhà máy và hầm mỏ ở Lan Châu. Trận lũ Weihi năm 2003, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 10 năm 2003, vùng Trung Lưu và Hạ Lưu sông Hoàng Hà gặp phải trận mưa mùa thu ở Tây Trung Quốc hiếm có và có 6 đỉnh lũ ở lưu vực sông Weihi. Cả hai đều ghi nhận mức lũ cao nhất trong lịch sử. Trận lũ làm 8 bờ kè của các nhánh chính và phụ của sông Weihi bị vỡ, ảnh hưởng đến 562.500 người, 292.200 người phải di rời, 1.378.000 ha đất canh tác bị ảnh hưởng và 187.200 ngôi nhà bị sập. Sông Hoàng Hà bước vào mùa lũ chính trong năm nay. Mặc dù hạ lưu sông Hoàng Hà ban đầu đã xây dựng một hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ khối trên và dãy dưới và hai bên sông bị ứ đọng, mặc dù dự án kiểm soát nước Xiaolandi về cơ bản đã có thể chống lại mùa lũ thiên nhiên kỳ của sông Hoàng Hà sau 7 năm hoạt động. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên phức tạp của sông Hoàng Hà, điều kiện sống đặc biệt và luôn thay đổi, một số liên kết yếu nổi bật và các vấn đề vẫn làm đau đầu những người làm công tác kiểm soát lũ sông Hoàng Hà. Li Yongjing, Giám đốc Ủy ban Kiểm soát nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhóm phỏng vấn du lịch trên sông kiểm soát lũ gần đây rằng bất cứ ai đã từng xử lý sông Hoàng Hà đều biết rằng sông Hoàng Hà hiện đang phải đối mặt với nước ít, cát nhiều, các kênh hạ lưu ngày càng thu hẹp. Sự mâu thuẫn gay gắt giữa cung cầu tài nguyên và năm mối đe dọa lớn ở vùng hạ du khiến cần phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi loại lũ với tinh thần chống chọi trong mùa lũ chính vụ. Ít nước và nhiều cát, nước và cát từ các nguồn khác nhau, lượng phù sa trung bình của sông Hoàng Hà trong nhiều năm gấp 3 lần so với sông Dương Tử. Và lượng phù sa tối đa đo được tại trạm Sanxian là 911 kg trên mét khối, 60% lượng nước và 80% lượng cát của sông Hoàng Hà đến từ mùa lũ. Và mùa lũ chủ yếu đến từ một số trận mưa bão và lũ lụt. Kể từ khi người dân cai trị sông Hoàng Hà, bờ kè hạ lưu buộc phải nâng lên 4 lần với độ cao trung bình từ 2 đến 4 mét, nhưng tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt vẫn chưa được cải thiện. Đỉnh lũ lớn, thời gian dự báo ngắn, khoảng thời gian dự báo lũ giữa Samensia và Hwanjongku chỉ là 8 giờ. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với việc kiểm soát lũ lụt ở hạ lưu. Trận lụt năm 1958 và năm 1982 đều là những trận lũ lụt như vậy. Hoàng Hà là con sông treo trong lòng người. Do sự lắng đọng phù sa lâu ngày, dòng sông hạ lưu nói chung cao hơn mặt đất từ 4 đến 6 mét ở cả hai bờ và lũ sông Hoàng Hà đều được bảo vệ bởi các bờ bao ở cả hai bờ. Trong đó, lòng sông Hoàng Hà cao hơn mặt đất ở thành phố Tân Hương 20m, cao hơn mặt đất ở thành phố Khai Phong 13m và cao hơn mặt đất ở thành phố Tế Nam là 5m. Do tồn tại sông treo nên một khi lũ tràn bờ, độ sâu của bờ kè có thể lên tới 4-5m và chênh lệch đầu nước trên lưng nhìn chung từ 8-11m. Thậm chí nếu có những trường hợp nguy hiểm xảy ra như thấm nước, tắc đường ống thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Dòng chảy của sông có thể thay đổi và dòng chính thường xuyên thay đổi. Do hạ lưu sông Hoàng Hà là một kênh đồng bằng tích tụ mạnh nên mô hình sông ở đoạn sông rộng có thể thay đổi và dòng chính thường xuyên thay đổi. Để đảm bảo an toàn phòng chống lũ lụt, hai tuyến phòng thủ chống lũ sông Hoàng Hà đã được xây dựng. Tuyến phòng thủ thứ nhất là 446 đập với tổng chiều dài 851 km và tổng số 10.712 đập và tháp bảo vệ. Các công trình và dự án kiểm soát này được đắp bằng đá và chức năng chính của chúng là kiểm soát dòng chính của sông sẽ làm giảm lưu lượng nước trực tiếp đến con đê.
Tuyến phòng thủ thứ hai là con đê kiên cố dài hơn 2.000 km để chống lại các mối đe dọa của lũ lụt lớn hơn. Có rất nhiều người ở vùng lũ lụt ở hạ lưu sông Hoàng Hà. Dòng chảy hạ lưu sông bao gồm 43 quận huyện của 15 thành phố ở các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông. Có 1,81 triệu người sống ở bãi biển và 3,75 triệu hectare đất canh tác. Hiện tại, nếu xảy ra lũ 8.000 mét khối trên dây thì cơ bản vùng lũ sẽ bị ngập, an toàn tính mạng của người dân bị đe dọa nghiêm trọng. Do thời gian dự báo lũ ngắn và tồn tại sông lơ lửng cấp 2 nên sau khi nước vào tràn bãi, đường đi sơ tán của nhân dân sẽ bị ngập trước, khiến việc di dời và giải tỏa các thảm họa của người dân càng khó khăn hơn. Tính chất đặc biệt và phức tạp của tình hình sông Hoàng Hà quyết định tình hình chung về tính chất gian khổ và lâu dài của công việc quản trị sông Hoàng Hà. Làm tốt công tác phòng chống lũ lụt sông Hoàng Hà không được coi trọng. Hãy chớp lấy cơ hội và đừng xem nhẹ nó. Sông Hoàng Hà có thể bị hạn hán và lũ lụt đột ngột trong mùa lũ. Người đứng đầu của trụ sở chính của phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Hoàng Hà gần đây đã chỉ ra rằng kể từ đầu năm nay, một số khu vực của lưu vực sông Hoàng Hà đã trải qua hạn hán nghiêm trọng, nhưng dự báo thời tiết cho thấy thời tiết thiên tai cực kỳ đột ngột xảy ra trên lưu vực, khả năng xảy ra quá nhiều, rất có thể hạn hán và lũ lụt chuyển biến mạnh, đồng thời xảy ra hạn hán và lũ lụt nhanh và mạnh. Việc kiểm soát lũ sông Hoàng Hà không nên coi nhẹ. Điều này được hiểu rằng do hạn hán và thiếu nước, lượng nước được điều tiết bởi 5 hồ chứa lớn của sông Hoàng Hà đã ít hơn 6,8 tỷ mét khối so với cùng kỳ năm ngoái và tình hình khô hạn ở thượng nguồn và trung lưu sông Hoàng Hà vẫn đang phát triển. Theo dự báo của Ủy ban Kiểm soát nguồn nước sông Hoàng Hà, từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, lượng mưa ở thượng nguồn sông Hoàng Hà sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 20%, có thể gây thiếu hụt nguồn nước để chống hạn và phạm vi các khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán và thiếu nguồn cung cấp nước ở một số thành phố được mở rộng. Một số chuyên gia sông Hoàng Hà chỉ ra rằng hạn hán càng nghiêm trọng thì càng phải đề cao cảnh giác với lũ lụt. Cuối tháng 7 năm 1982, thành phố Lạc Dương tổ chức cuộc họp cứu trợ hạn hán khẩn cấp, yêu cầu tất cả các song nổi phải vào trận để chống hạn và bảo vệ cây giống. Không ngờ trời bắt đầu đổ mưa khi cuộc họp diễn ra vào ngày hôm sau, chống hạn chuyển thành kiểm soát lũ lụt. Ngay sau đó, trạm thủy văn Han Yang Ku Hoàng Hà xuất hiện lưu lượng lũ với 15.300 m khối mỗi giây. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phân bố lượng mưa mùa lũ năm nay sẽ bị chi phối bởi lũ phía Nam và hạn hán phía Bắc. Trong lũ chính vụ tại Trung Quốc sẽ có hai vành đai mưa, trong đó vành đai mưa phía Bắc nằm từ phần phía Đông Bắc đến phần phía Bắc của Bắc Trung Quốc và vành đai mưa phía Nam nằm ở trung lưu sông Dương Tử. Theo dự báo, vành đai mưa nằm ở cực Bắc và Nam vùng mưa lớn trên lưu vực sông Hoàng Hà, di chuyển nhẹ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sông Hoàng Hà. Li Gongjing, giám đốc Ủy ban sông Hoàng Hà chỉ ra rằng vùng hạ lưu sông Hoàng Hà đã không nhận được lũ trong 24 năm và khả năng xảy ra các trận lũ lớn ngày càng tăng. Các phóng viên được biết từ văn phòng của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán Trùng Khánh cho rằng, từ tối ngày mai đến ngày kia, một đỉnh lũ lớn sẽ đi qua Trùng Khánh, đoạn sông Dương Tử và sông Gia Lăng. Mực nước sông Gia Lăng sẽ lên 11 mét, mực nước sông Dương Tử dâng 8 mét. Đây sẽ là đỉnh lũ lớn nhất trong những năm gần đây. Do có mưa vào tối ngày mùng 5, hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay, nên mực nước các sông ở Trùng Khánh nhìn chung lên cao. Mực nước sông Dương Tử lên tới 171,87 mét trong ngày hôm nay. Mực nước sông Gia Lăng đạt 186,81 mét. Dự báo đến 23 giờ ngày mai, đỉnh lũ trên sông Gia Lăng đi qua trạm thủy văn Bắc Bắc. Mực nước sông Gia Lăng lên mức 198,05 m, tăng 11 m. Đến 8 giờ ngày kia, đỉnh lũ sông Dương Tử đoạn qua trạm thủy văn Cu Tan, mực nước lên tới 180,12 m, dâng cao 8 m nhưng không vượt quá ngưỡng cảnh báo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.